Kính chào quý vị và các bạn, rất vui được gặp lại quý vị trên kênh Phá án TV. Quý vị đừng quên bấm subscribe, bấm vào biểu tượng hình chuông để theo dõi những video mới nhất. Còn bây giờ là chi tiết chương trình ngày hôm nay. Ngày 17 tháng 6 năm 2011, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An mở phiên tòa xét xử Nguyễn Văn Miên, nguyên cán bộ quản giáo trại giam số 3, cùng 7 phạm nhân và đồng phạm về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Nghệ An, các đối tượng trên đã ít nhất 3 lần thực hiện hành vi đưa chót lọt heroin vào trại giam để bán cho các phạm nhân là con nghiện. Lần đầu, vào khoảng tháng 4 năm 2010, Trương Đình Thông và Nguyễn Quang Cường gửi tiền cho Hoàng Nghĩa Đồng để mỗi lần Đồng lên thăm là giấu heroin đưa vào trại bán kiếm tiền. Lần này, các đối tượng đã thực hiện hành vi mua bán chót lọt 6 gam heroin. Dưới sự bảo kê của Nguyễn Văn Miên, các đối tượng trong trại giam đã ngày càng liều lĩnh, bất chấp luật pháp, biến trại giam thành chợ ma túy. Đầu tháng 5 năm 2010, sau khi bán hết số hàng trong trại giam, Trương Đình Thông gom được 9 triệu đồng đưa cho Nguyễn Quang Cường để Cường đưa cho Miên, nhờ cán bộ quản giáo này gửi cho Hoàng Nghĩa Đồng để mua tiếp heroin. Cán bộ quản giáo Miên được nhận 500.000 đồng từ tay Nguyễn Quang Cường vì đã góp công chuyển tiền mua ma túy. Lần này, các đối tượng mua bán 6,75 gam heroin. Thấy ngon ăn, giữa tháng 5 năm 2010, Thông và Cường bàn nhau chuyển heroin qua đường bưu điện vào trại. Thông nói: "Bây giờ vận chuyển vào trại theo đường thăm gặp mất thời gian quá, giờ chuyển sang gửi bằng đường bưu điện cho cán bộ Miên, rồi Nguyễn Quang Cường đến lấy và đem vào trại." Lần này, Hoàng Nghĩa Đồng còn rủ thêm cả vợ là Nguyễn Thị Nguyệt Hà, sinh năm 1973, và con trai Hoàng Nghĩa Hải, sinh năm 1995, cùng tham gia tổ chức mua bán heroin. Biết tin chồng móc nối mua heroin lên bán tại trại giam, Hà bảo: "Anh làm thế là chết đó, con lớn cả rồi." Đồng nói: "Có ông Miên cán bộ trại giam lo rồi, không sao đâu, nếu bị phát hiện thì hội trên trại lo, mẹ mi yên tâm đi." Tặc lưỡi, nghe lời chồng, Hà ra bưu điện gửi bưu phẩm có heroin giấu trong đôi dép cho ông Nguyễn Văn Miên. Khi Hà gọi điện thông báo, ông Miên trả lời: "Quay ra bưu điện mà lấy lại đi, trên này giờ làm nghiêm lắm, cán bộ quản giáo không được đưa quà cho phạm nhân nữa." Ngày 19 tháng 5, trại giam số 3 nhận được bưu phẩm do Nguyễn Thị Nguyệt Hà gửi và người nhận là Nguyễn Văn Miên, cán bộ trại. Nghi có chất ma túy trong gói quà, lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra và phát hiện 7,375 gam heroin. Tổng số 3 lần, các đối tượng đã mang vào trại giam được 20,135 gam heroin. Được biết, số ma túy trên được đưa vào trại và xé nhỏ thành từng gói để bán cho các con nghiện đang thi hành án. Được biết, Nguyễn Văn Miên có 32 năm công tác trong ngành công an và trước khi bị bắt đang là trung tá, chuẩn bị chờ nghỉ hưu. Kết thúc phiên tòa, hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hoàng Nghĩa Đồng, sinh năm 1964, trú tại huyện Hưng Nguyên, Nghệ An, 21 năm tù giam về tội buôn bán trái phép và tàng trữ chất ma túy. Bị cáo Nguyễn Quang Cường, sinh năm 1972, trú tại xóm 8, xã Hưng Long, huyện Hưng Nguyên, hiện đang cải tạo tại trại giam số 3, 11 năm tù giam về tội buôn bán ma túy, cộng với 15 năm đang chấp hành án trước đó. Bị cáo Trương Đình Thông, sinh năm 1978, đang là phạm nhân cải tạo tại trại giam số 3 bị phạt 10 năm tù, cộng với 14 năm án cũ. Võ Minh Phước, sinh năm 1977, trú tại xóm 1, xã Nghi Xá, huyện Nghi Lộc, đang bị tạm giam tại trại giam số 3 bị phạt 6 năm tù giam về tội buôn bán ma túy. Trước đó, bị cáo đang chấp hành nhiều tiền án tiền sự đã gây ra. Ngô Hồng Dương, sinh năm 1962, trú tại khối Xuân Khoa, thị trấn Nam Đàn, hiện đang bị tạm giam, lĩnh 5 năm tù. Nguyễn Văn Miên, nguyên trung tá công an, cán bộ quản giáo trại tạm giam số 3 nhận 5 năm tù vì tội buôn bán trái phép chất ma túy. Nguyễn Thị Nguyệt Hà, sinh năm 1973, là vợ của đối tượng Đồng, bị phạt 4 năm tù giam. Hoàng Nghĩa Hải, sinh năm 1995, con của Đồng và Hà, lĩnh 3 năm tù giam nhưng được hưởng án treo do chưa đủ tuổi vị thành niên, cộng với 5 năm thử thách tại địa phương. Trung tá Nguyễn Trung Thực, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Nghệ An, PC47, lật từng trang hồ sơ nói, đường dây ma túy này manh nha từ năm 2006, rộ lên suốt năm 2010-2011. Sau vụ người nhà phạm nhân gửi ma túy bị ban giám thị trại phát hiện, Công an Tân Kỳ khởi tố 9 đối tượng, trong đó có 5 phạm nhân và 1 trung tá quản giáo. Vụ mới đây còn lớn hơn nhiều bởi có tới 30 phạm nhân can dự. Theo Trung tá Thực, đa số đối tượng bị khởi tố về hành vi buôn bán ma túy trong trại giam này đều có vài ba tiền án về các tội như giết người, buôn bán ma túy, trộm cắp tài sản, hiếp dâm và trốn trại. Chẳng hạn như Lê Xuân Minh, 43 tuổi, quê huyện Thanh Chương, Nghệ An, có tới 4 tiền án. Minh chính là chùm cầm đầu đường dây ma túy trong trại giam số 3.
Ngày 21 tháng 5, khi cán bộ trại giam đột kích buồng giam 1.3 phân trại 1, K1, Minh lén móc trong túi quần một gói bọc giấy bạc vứt ra ngoài cửa sổ, nhưng bị phát hiện. Kiểm tra tiếp, công an thu 4 điện thoại di động, trong đó có 2 điện thoại của Minh. Trong 4 chiếc điện thoại này có lưu rất nhiều số điện thoại của người ở ngoài xã hội và 12 tài khoản đăng ký tại ngân hàng các tỉnh Đắk Lắk, Khánh Hòa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Sau khi phòng kỹ thuật hình sự công an Nghệ An giám định cho thấy, gói bột màu trắng do Minh vứt ra ngoài có trọng lượng 6,25 gram là heroin. Gói bột trong giá tư trang của một phạm nhân khác cũng là heroin, trọng lượng 9,05 gram. Lãnh đạo PC47 liền cử Trung tá Nguyễn Trung Thực phụ trách tổ công tác điều tra. Trung tá Thực cho biết, ngày đầu Minh chối đầy đẩy rằng y không biết gói ma túy đó của ai. Hai ngày sau y mới khai gói ma túy đó là của phạm nhân Nguyễn Công Long, quê Hà Nội, gửi từ tháng 4 năm 2011. Nhưng khi lần đến danh sách phạm nhân Long, thì công an trại giam số 3 cho biết phạm nhân này đã chết bệnh. Mãi đến ngày thứ 6, Minh mới chịu thừa nhận do quá hoảng sợ nên vứt đi để phi tang. Tôi biết Minh khai như vậy là chưa hết bởi có thông tin về việc Minh từng đưa heroin cho nhiều phạm nhân cùng buồng sử dụng và giới thiệu rằng mình có hàng để bán. Đúng như dự đoán, sang ngày thứ 8 Minh nhận tội và giở trò mua chuộc, nếu cán bộ dừng lại ở đây thì bao nhiêu tôi cũng lo được. Mua chuộc không được, Minh dọa ra tù sẽ giết. Tôi cứ mặc kệ, cuối cùng thì Minh phải tường thuật lại tất cả mánh khóe mang chất cấm vào trại giam. Ngày 25 tháng 9 năm 2012, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An đã mở phiên tòa hình sự sơ thẩm vụ án tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy đối với 28 bị cáo là các phạm nhân đang thụ án tại trại giam số 3. Hầu hết các bị cáo đều không thừa nhận hành vi phạm tội của mình và quanh co đổ lỗi cho nhau. Kẻ cầm đầu đường dây này là Lê Xuân Minh, sinh năm 1969, đang chấp hành hình phạt 9 năm 6 tháng tù về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, thậm chí còn lớn tiếng cho biết. Mình không biết một chỉ heroin là như thế nào chứ chưa nói đến việc mua bán với số lượng lên tới hàng trăm gram như bản cáo trạng đã nêu. Trên cơ sở điều tra của cơ quan chức năng cho thấy, tháng 12 năm 2010, Lê Xuân Minh được chuyển đến phân trại 1, trại giam số 3 để tiếp tục thụ án. Chỉ sau 3 ngày đến nơi ở mới, Minh đã đưa heroin ra mời phòng và giới thiệu mình có heroin để bán. Khi biết nhu cầu sử dụng ma túy ở trong trại giam sẽ là mảnh đất màu mỡ để kiếm tiền, Lê Xuân Minh đã móc nối với các đối tượng ngoài xã hội để tìm cách đưa ma túy vào trại giam. Theo thỏa thuận từ trước, heroin sẽ được đưa đến, giấu trong các gốc cây hay một vị trí cố định tại khu vực mà phân trại 1 sẽ có mặt để lao động. Heroin được ngụy trang thật khéo để qua mắt lực lượng chức năng. Cách mà các đối tượng này thường áp dụng và tỏ ra có hiệu quả hơn cả là cho heroin vào bao cao su rồi tìm cách đưa vào buồng giam. Một ngày cuối tháng 1 năm 2011, trong một lần đi đập đá, Minh đã đến gốc cây được thỏa thuận từ trước lấy túi ni lông màu đen. Trong đó có 2 chiếc bao cao su, mỗi bao chứa một cây heroin, ngụy trang cẩn thận đưa về khu vực lao động. Minh gọi Đặng Đình Thọ, đang thụ án 14 năm tù về tội mua bán trái phép chất ma túy, và Trần Văn Thêm, thụ án 11 năm tù cũng về tội danh trên, vào nhà vệ sinh giao cho mỗi người một bao cao su. Số ma túy trên được nhét vào trong bao cao su dài đến 10cm và to gần bằng cổ tay, nhưng hai đối tượng này đã nhét vào trong hậu môn và ung dung đưa về buồng giam rồi lấy ra đưa cho mình. Tuy nhiên, không phải bao giờ heroin cũng được cho vào bao cao su để thực hiện việc vận chuyển theo cách này. Rằm tháng Giêng năm 2011, Minh lại đưa cho Trần Văn Thêm một gói heroin nhờ vận chuyển vào trại giam. Lần này, Trần Văn Thêm đã dùng dây thun buộc số heroin trên vào bắp chân, phủ ống quần lên rồi đưa vào trại. Mỗi lần vận chuyển chót lọt một chuyến hàng, Thêm được Lê Xuân Minh trả công bằng thuốc để sử dụng và một số vật chất sinh hoạt khác. Biết Nguyễn Thành Vinh đang thi hành mức án 122 tháng tù giam về tội trộm cắp tài sản và trốn khỏi nơi giam giữ, được chuyển vào nấu ăn cho các phạm nhân của phân trại 1, Lê Xuân Minh móc nối với đối tượng này để vận chuyển và cất giấu heroin vào trại giam. Vào buổi sáng trước khi đi lao động hoặc chưa vắng người, Minh cho heroin vào bao thuốc lá, dán kín lại rồi đưa cho Vinh cất giữ. Số ma túy nói trên được Nguyễn Thành Vinh giấu trong đống củi sau bếp. Tuy nhiên, cách này cũng không phát huy hiệu quả được mãi. Một lần giấu hàng ở đống củi bị mất khiến Vinh bị Minh chửi một trận te tua và bắt đi tìm cho kỳ được. Thỉnh thoảng Lê Xuân Minh và đàn em lại thay đổi phương thức vận chuyển và giấu hàng. Heroin được giấu vào trong gói mì tôm hay bó rau và được đưa về buồng giam của Minh trước khi bị chia nhỏ, bán cho các con nghiện với giá cao gấp 2 đến 4 lần so với bên ngoài. Với phương thức vận chuyển tinh vi và việc thanh toán cho Lê Xuân Minh, Lê Quốc Hùng đang thụ án chung thân về tội giết người qua thẻ ATM do người thân của hai đối tượng này nắm giữ. Đường dây mua bán trái phép chất ma túy đã tồn tại một thời gian dài ngay trong trại giam số 3 cho đến ngày bị bóc gỡ. Chỉ riêng tài khoản ngân hàng do người thân của Lê Quốc Hùng nắm giữ với nhiệm vụ duy nhất đó là nhận số tiền của người nhà các con nghiện thanh toán khi mua ma túy của Lê Xuân Minh đã lên tới hơn 3,5 tỷ đồng.
Kết thúc phiên tòa, các bị cáo nhận các mức án. Bị cáo cầm đầu đường dây ma túy là Lê Xuân Minh bị tuyên phạt 20 năm tù giam. Tổng hợp với hình phạt đang thi hành, Minh phải chịu mức án 21 năm 8 tháng tù. Bị cáo Lê Quốc Hùng chịu mức án 10 năm tù giam về tội mua bán trái phép chất ma túy, tổng hợp hình phạt cũ, Hùng phải thi hành án chung thân. Các bị cáo Lý Văn Lương, sinh năm 1974, trú ở phường Hà Huy Tập, thành phố Vinh và Đặng Đình Thọ, sinh năm 1973, trú xã Phúc Sơn, Anh Sơn, mỗi bị cáo 15 năm tù. Trần Văn Thêm, sinh năm 1971, trú xã Diễn Bích, Diễn Châu, 14 năm tù. Nguyễn Minh Hiền, sinh năm 1984, trú ở phường Quang Trung, thành phố Vinh, 13 năm tù. Trần Minh Mão, sinh năm 1987, trú tại phường Đội Cung, thành phố Vinh và Trần Văn Dần, sinh năm 1974, trú ở xã Hưng Long, Hưng Nguyên, mỗi bị cáo 9 năm tù. Trần Văn Hải, sinh năm 1985, trú tại xã Hưng Long, Hương Khê, Hà Tĩnh, Ngô Mạnh Trung, sinh năm 1971, trú tại Quán Bầu, thành phố Vinh và Nguyễn Văn Thu, sinh năm 1968, trú ở xã Châu Hạnh, Quỳ Châu, mỗi bị cáo 8 năm tù. Lê Đình Liêu, sinh năm 1982, trú ở Giang Sơn Đông, huyện Đô Lương, Hoàng Văn Nhung, sinh năm 1977, trú ở Gia Phố, Hương Khê, Hà Tĩnh, Nguyễn Ngọc Lan, sinh năm 1981, trú ở xã Hương Thông, Hương Nguyên, Nguyễn Văn Công, sinh năm 1977, trú ở Nghĩa Khánh, Nghĩa Đàn, Nguyễn Sĩ Khương, sinh năm 1972, trú ở xã Nghĩa Mỹ, thị xã Thái Hòa, Hoàng Xuân Sơn, sinh năm 1971, trú ở Kim Sơn, Quế Phong, Đinh Viết Hào, sinh năm 1976, trú ở xã Lưu Sơn, Đô Lương và Nguyễn Hồng Sơn, sinh năm 1989, Đống Đa, Hà Nội, Nguyễn Mạnh Cường, sinh năm 1975, Ba Đình, Hà Nội, mỗi bị cáo 7 năm tù. Các đối tượng còn lại bị tòa tuyên phạt từ 3 năm đến 5 năm tù. Đinh Viết Hải, sinh năm 1971, trú tại thị trấn Đô Lương, huyện Đô Lương, tòa tuyên phạt 24 tháng tù. Có ma túy, tối đến Minh lên lịch phân công đệ tử, chia lẻ từng gói để bán cho 21 con nghiện đầu mối ở các đội trong K1 và K2. Trước khi phân phối ma túy, Minh lấy vỏ chăn che kín các cửa sổ, thả màn rồi ra hiệu cho một số đệ ngồi ngoài canh gác. Các đệ của Minh được trả công bằng những mẩu heroin vụn và trích ngay tại chỗ. Từ đây, 21 đầu mối mua xỉ đem đi bán lại cho nhiều con nghiện khác. Riêng trong buồng giam của Minh và buồng giam phụ cận, Minh trực tiếp bán lẻ cho phạm nhân nghiện. Trung tá Thực cho hay, giá ma túy trong trại giam đắt gấp 4 lần ở ngoài, đó là chưa kể 21 đầu mối mua xỉ của Minh lại nâng thêm vài giá nữa. Do có hệ thống mua bán rộng khắp nên cảnh trích heroin tràn lan trong trại giam. Riêng các chi tiết sau đây thì Trung tá Thực không ghi vào bút lục. Khi lên cơn nghiện, các phạm nhân dùng kim để trích, con nghiện quen gọi là đâm. Do đâm trung kim nên đối tượng này đâm chưa xong thì đối tượng khác đã giật kim tiêm để đâm tiếp. Khi kim mòn, con nghiện mài mũi kim vào chôn chén. Trong trại giam, con nghiện dùng nước suối thay nước cất. Trong số phạm nhân nghiện trích không phải ai cũng thuộc hạng số má. Trung tá Thực kể câu chuyện bi hài về phạm nhân NTA, 35 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An, vốn là sinh viên trường Đại học Bách khoa Hà Nội. Do liên quan đến một vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, năm 2007 phạm nhân A bị xử phạt 15 năm tù. Trước khi vào tù, phạm nhân này không biết gì về ma túy, nhưng vào chưa đầy năm thì A đã nghiện ngập nặng. A là đối tượng nhiều lần mua hàng của Minh. Khi có tiền mặt thì A trả ngay. Khi hết tiền, A trích nợ rồi dùng điện thoại di động gọi về xin mẹ gửi hàng chục triệu đồng vào tài khoản do Minh chỉ đạo. Tương tự, trong năm 2011, phạm nhân NVT cùng buồng giam với Minh yêu cầu người nhà gửi vào tài khoản của Minh 300 triệu đồng tiền mua ma túy. Còn phạm nhân NHN, trú tại Hà Nội, do nghiện nặng nên liên tục gọi điện thoại về cho mẹ xin tiền với đủ lý do. Bà mẹ vay nóng gửi cho NHN 300 triệu đồng, rốt cuộc là vỡ nợ, bà phải bán nhà. Hầu hết phạm nhân nghiện trong trại giam số 3 đều sử dụng hai tài khoản của phạm nhân Lê Quốc Hùng, Hùng Bệu, 33 tuổi, học lớp 3, trú tại phường Cửa Nam, thành phố Vinh, Nghệ An. Y có hai tiền án trộm cắp tài sản, một tiền án giết người, đang thụ án chung thân. Theo điều tra của cơ quan công an, do biết Minh cần phương tiện để thanh toán tiền mua bán ma túy trong trại, Hùng Bệu bàn với Minh mở tài khoản tại các ngân hàng để nhận. Theo đó, Hùng Bệu gọi điện cho vợ là DTTH, 25 tuổi, trú ở thành phố Hà Tĩnh, lên trại giam thăm gặp. Theo hướng dẫn của Hùng Bệu, Hát nhờ người thân mở hai tài khoản tại Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà Tĩnh, nhưng người đứng tên là bà DTH, mẹ Hát và TTVA, bạn gái Hát. Hùng Bệu còn có một số đại lý nhận tiền gửi trực tiếp tại thành phố Vinh. Sau khi ghi tên người gửi, số tiền gửi cho ai thì các đại lý này điện thoại báo cho Hùng Bệu trong trại giam, tiền được chuyển ngay tới địa chỉ của phạm nhân. Hùng Bệu lấy công chuyển tiền 10%, gọi là tiền phế.
Ngoài ra, mỗi ngày trong trại giam Lê Xuân Minh cũng gom từ các đầu mối được chừng 5 đến 10 triệu đồng. Số tiền này Minh giao cho Hùng Bệu với mục đích duy trì số tiền lưu thông thường xuyên trong trại để tiện việc mua bán ma túy. Sau khi vụ án được triệt phá, đã có nhiều cuộc hội thảo bàn về việc phòng chống ma túy trong trại giam được Bộ Công an tổ chức. Môi trường trại giam nói chung và trại giam số 3 đã trở nên hoàn toàn trong sạch. Đúng với chức năng nhiệm vụ của trại giam là quản lý, giam giữ, giáo dục cải tạo phạm nhân theo đúng đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và các quy định của bộ mà trại đó đang thuộc quyền quản lý. Đến đây thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Quý vị đừng quên bấm subscribe để xem những video mới nhất của Phá án TV. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.